Xin kính chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Ngày hôm nay thì Nhật An rất vui là có dịp sẽ dẫn quý vị chúng ta đến tham quan những công trình do Mắt Hôn trực tiếp thiết kế và thi công xây dựng. Hiện tại Nhật An đã có mặt tại Đức Hòa, Long An và Nhật An sẽ giới thiệu quý vị đó chính là mẫu nhà biệt thự Tân Cổ Điển của chủ đầu tư, đó chính là chú Lê Văn Đôn. Một lần nữa xin thay mặt tổng công ty Mắt Hôn xin gửi lời cảm ơn đến chú Đôn và gia đình vì đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Và trước khi mà Nhật An dẫn quý vị chúng ta tiến vào bên trong để chúng ta quan sát kỹ hơn về căn nhà thì có lẽ chúng ta sẽ nhìn qua về ảnh vẽ 3D căn nhà này trước nhé. Với căn nhà chú Đôn ở đây là một căn nhà 2 tầng với thiết kế tân cổ điển và phần mái bên trên là phần mái Thái. Qua những ảnh vẽ 3D thì quý vị cũng có thể cảm nhận được cái vẻ đẹp khá là quý phái và sang trọng của căn nhà này. Những chi tiết tân cổ điển mà chúng ta có thể bắt gặp, ví dụ là những cái chi tiết mái vòm nè, những cái đường cong nè, hay là thức cột Doric nè, hay là phần lan can được làm từ sắt sơn tĩnh điện được mạ vàng, cũng như là có những chi tiết vô cùng tinh xảo thì nó sẽ tổng hợp tạo thành một cái vẻ đẹp vô cùng là sang trọng cho căn nhà này. Nói chung thì An thật sự rất ấn tượng bởi thiết kế này, bởi vì khi bạn đi một vòng ở trong khu vực này thì quý vị thì An chưa thấy một căn nhà nào có cái sự thiết kế đồ sộ và tỉ mỉ cũng như là cái vẻ đẹp sang trọng thế này hết. Cho nên hứa hẹn là sau này khi căn nhà hoàn thiện xong sẽ là vô cùng đẹp mắt. Còn bây giờ thì có lẽ như An sẽ dẫn quý vị chúng ta tiến gần hơn vào bên trong và chúng ta sẽ quan sát căn nhà của chú Đôn quý vị nhé. Tôi đã sử dụng Mắt Hôm và rất hài lòng về thiết kế thi công của Mắt Hôm. Phải nói là thiết kế thi công Mắt Hôm đẳng cấp vượt trội. Mắt Hôm, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mắt Hôm đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mắt Hôm luôn đi tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mắt Hôm là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mắt Hôm, đơn vị duy nhất tại Việt Nam có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mắt Hôm đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mắt Hôm dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mắt Hôm qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mắt Hôm, giá trị tạo nên thương hiệu. Và hiện tại Nhật An đã có mặt tại ngay khuôn viên khu đất của nhà chú Đôn và phía trước công trình rất là đồ sộ, rất là đẹp như thế này. Và như quý vị có thể thấy là hiện tại là công trình chúng tôi đang thi công là phần tầng 1 đã xong quý vị ha. Phần tầng 2 thì đang trong quá trình thi công và sắp tới thì chúng tôi sẽ dựng mái cho căn nhà này. Thì hiện tại thì có lẽ là bởi vì công trình đang trong quá trình hoàn thiện thôi, An tính dự tính là có thể là khoảng 50-60% thôi, cho nên quý vị vẫn chưa cảm nhận được 100% cái vẻ đẹp của nó. Tuy nhiên với căn nhà chú Đôn ở đây thì những cái chi tiết tân cổ điển dần dần nó đã được hiện rõ hơn quý vị ha. Giống như chúng ta cũng thấy được là có những cái chiếc cột tròn đó quý vị, trụ tròn đã được thiết kế ở trên phần tầng 2 nè. Hay ở phía đây quý vị sẽ thấy có khu vực phân nửa cái phần trăng này, hay còn được gọi là phần ban công bán nguyệt. Thì đây cũng là một cái nét đặc trưng rất là đẹp cho những căn nhà tân cổ điển. Với căn nhà của chú Đôn thì về kích thước là như thế nào, Nhật An cũng xin chia sẻ quý vị luôn. Đó chính là chiều dài căn nhà là 17m, chiều rộng là 11,18m. Từ đó thì diện tích sử dụng cả hai tầng là rơi vào tầm khoảng 230m2, cũng khá là thoải mái để chúng ta bố trí về mặt công năng. Còn về chiều cao thì như thế nào? Chiều cao từ có sông Hồng lên đến đỉnh mái là tầm là 11,9m. Từ sàn tầng 1 lên đến sàn tầng 2 là 4,2m, sàn tầng 2 đến sàn mái là 3,9m. Đây là những cái thông số rất là thoải mái quý vị. Bởi vì thông thường đó quý vị thì từ sàn tầng 1 lên đến sàn tầng 2 thì đa phần những căn nhà sẽ rơi vào tầm khoảng 3,9 thôi. Còn với nhà của chú Đôn ở đây là lên 4,2. Cho nên là nó rất là thoải mái để mà chúng ta gọi là di chuyển bên trong. Quý vị để ý đi, nhà nó càng cao, cái trần nó càng cao thì khi chúng ta di chuyển, chúng ta sinh hoạt bên trong sẽ càng tiện nghi và thoải mái hơn. Nếu như quý vị quan sát một vòng ở trong căn nhà này, ví dụ đây là khu vực cửa chính ha, thì quý vị thấy là rất là to nè. Sau này chúng tôi sẽ bố trí một cái ô cửa, đây có thể là cửa gỗ căm xe, thì cũng là một cái loại cửa gỗ rất là được ưa chuộng ở các tỉnh của miền Nam. Và song song đó, nếu chúng ta quan sát những khu vực mặt bên của căn nhà, quý vị sẽ thấy là có rất là nhiều những cái ô cửa nè, quý vị thấy không ạ? Thì đó cũng là một đặc trưng thiết kế của Mắt Hôm, rất là nhiều những ô cửa sổ. Bởi vì một ngôi nhà nếu mà chúng ta thiết kế nó đẹp lộng lẫy đến đâu mà không tạo được sự thoải mái ở bên trong
thì ngôi nhà đó không thể lý tưởng được, đúng không nào? Cho nên là với rất là nhiều ô cửa sổ ở đây, rồi một cái cửa rất là to ở đây sẽ là mặt bên của căn nhà nữa, thì chắc chắn là ngôi nhà của chú Đôn, dù là nhìn từ mặt tiền hay là mặt bên, nó đều sẽ mang cái vẻ đẹp lộng lẫy như nhau. Và sau này khi mà khách khứa mà đến chơi, An chắc chắn là không chỉ ấn tượng khu mặt tiền đâu mà cả mặt bên nữa. Ở đây chúng tôi cũng làm những cái chiếc cột ở đây nè, và một khu vực tam cấp đi xuống phần sân sẽ vô cùng lộng lẫy. Từ phía bên ngoài của căn nhà tuy là chưa hoàn thiện, ta cũng cảm nhận được cái vẻ đẹp của nó rồi. Vậy thì bên trong sẽ được phân chia không gian thế nào? Hãy cùng Nhật An tiến vào bên trong và khám phá nhé. Và hiện tại Nhật An đã có mặt tại khuôn viên bên trong của căn nhà của chú Đôn. Và khu vực An đứng đây sau này sẽ là khu vực rất là lộng lẫy quý vị. Đó chính là khu vực phòng khách với diện tích là 22m2. Và ở khu vực này chúng tôi sẽ đón gió, đón ánh sáng là nhờ vào ô cửa chính rất là to ở đây, cũng như là những cái ô cửa sổ ở đây. Cho nên là sau này khu vực phòng khách thì An luôn nói đó là chính là gương mặt đại diện cả ngôi nhà mà, đúng không nào? Cho nên là chúng tôi sẽ trang hoàng rất là lộng lẫy quý vị, sẽ có bộ ghế sofa, một chiếc bàn trà, rồi một cái kệ tivi nữa, và sẽ vô cùng ấn tượng. Và đặc biệt là ngôi nhà thiết kế phong cách tân cổ điển từ bên ngoài rồi thì chắc chắn phần nội thất thì khi mà chúng ta đầu tư nữa thì nó cũng sẽ rất là đẹp và sẽ gây ấn tượng mạnh cho đến tất cả quý khách khi đến thăm nhà. Và tiến gần qua khu vực này một chút xíu thì đây sẽ là một khu vực cá nhân của căn nhà, đó chính là phòng ngủ số 1 với diện tích là 17,5m2. Phòng ngủ này chúng tôi sẽ có hai cái ô cửa sổ, thưa quý vị thấy không ạ, rất là to, để mà chúng tôi sẽ lấy ánh sáng, lấy gió vào khuôn viên bên trong cho chủ nhân của căn phòng này. Và với căn không gian phòng ngủ ở rất là gần với những khu vực phòng khách chẳng hạn, thì có thể chúng ta sẽ ưu tiên những phòng ngủ bên dưới tầng 1 nếu mà chúng ta sống gia đình nhiều thế hệ chẳng hạn, ví dụ là ông bà, cha mẹ, con cái, thì có thể chúng ta sẽ ưu tiên cho ông bà. Những người lớn tuổi chúng ta không cần di chuyển lên khu vực cầu thang ha, mà chúng ta sẽ sinh sống và chúng ta có phòng ngủ ở khuôn viên tầng 1 luôn. Thì đó là cái cách mà phân chia không gian, anh thấy cũng khá lý tưởng. Ngay khu vực này hiện tại là quý vị thấy là sẽ có cái thông trần lên trên ha, mà chúng tôi chưa xây dựng. Thì không biết quý vị có đoán ra được đây là khu vực gì không ạ? Chắc chắn rồi, đây sẽ là khu vực cầu thang của căn nhà. Sau này chúng tôi sẽ thiết kế ở vị trí này để có thể kết nối giữa không gian tầng 1 lên trên tầng 2. Và khu vực cầu thang của một căn nhà này cũng rất quan trọng ha. Cho nên là không chỉ về thẩm mỹ đâu mà cả về phong thủy nữa. Cho nên là sẽ đều được kiến trúc sư của Markholm tính toán rất là cẩn thận. Tiến ở bên này một chút xíu thì đây cũng là một không gian cũng không thể bỏ qua, đó chính là phòng bếp với diện tích là 22m2, nó bằng với không gian phòng khách luôn. Và với căn bếp này thì chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều ánh sáng là nhờ vào ô cửa sổ ở nhiều khu vực ha. Ở đây thì chúng tôi sẽ có một cái cửa để mở ra mặt bên của căn nhà. Lúc nãy ở bên ngoài em nói rồi, cái cửa mở ra mặt bên này thì nó sẽ giúp tạo thêm một cái lối tiếp cận vào bên trong căn nhà của chú Đôn, và sẽ giúp cho ngôi nhà rất là thoáng khí. Ví dụ sau này chúng ta đặt một chiếc bàn ăn ở đây, cả gia đình quây quần bên nhau, thì với cái lối cửa thế này nó sẽ giúp cho chúng ta ngồi ở đây ăn uống mà vẫn rất là thoải mái. Đó chính là cái ưu điểm của những cái lối cửa mở ra mặt bên như thế này. Và một không gian nữa cũng rất quan trọng, đó chính là phòng ngủ số 2 của căn nhà. Vậy là bên dưới tầng 1 chúng ta sẽ bố trí hai phòng ngủ. Phòng ngủ này sẽ có diện tích là 18m2 và sẽ được đặt ở vị trí này. Phòng ngủ ở đây thì chúng tôi cũng có hai ô cửa sổ luôn để đón gió, đón ánh sáng ở bên trong. Thì căn phòng này về cái độ tiện nghi nó cũng không hề thua kém gì so với phòng ngủ đầu tiên ha. Và một không gian cuối cùng là không gian người ta hay gọi là không gian phụ, nhưng đối với An nó luôn luôn quan trọng và cần chúng ta phải quan tâm. Đó chính là khu vực nhà tắm và nhà vệ sinh của căn nhà. Thì với thiết kế ở đây trên bản vẽ thì chúng ta sẽ tách biệt hai khu vực này ra riêng, tức là một khu vực tắm riêng và một khu vực nhà vệ sinh riêng sẽ được bố trí ở đây. Và khi mà chúng ta tách ra như vậy đó quý vị thì rất là tiện. Bởi vì ví dụ là gia đình của chúng ta có đông thành viên đi thì không cần ai phải chờ đợi ai, đúng không nào? Mỗi thành viên có thể tận dụng công năng của từng khu vực khác nhau. Thì đó là ưu điểm của việc tách riêng thế này. Và cuối cùng đó chính là cái lối cửa ở đây. Thì đây là cửa gì ạ? Đây chính là cửa hậu để mở ra phía sau khuôn viên sân sau của căn nhà. Và cái lối cửa hậu này nó có vai trò là nó tạo thêm một cái lối tiếp cận và nó giúp cho căn nhà chúng ta càng thông thoáng hơn nữa. Vậy là tổng cộng ngôi nhà của chú Đôn từ giờ điểm danh lại là có 3 lối tiếp cận, đúng không nào? Một lối từ cửa chính vào phòng khách, một lối từ mặt bên đi từ khu bếp ra mặt bên, và một lối cửa hậu ở đây. Tuy nhiên có một cái điểm quý vị lưu ý giúp An là cái lối cửa hậu này và khu vực cửa chính nó nằm hoàn toàn lệch một bên với nhau. Nó không nằm trên cùng một đường thẳng thì sẽ không phạm vào quan thông môn xuyên đường sát
đây là một yếu tố rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta không vi phạm vào những cái yếu tố phong thủy. Bởi vì nếu như cửa hậu và cửa chính mà nằm trên cùng một đường thẳng á, thì những cái tài lộc nó vừa đi từ cửa chính nó sẽ trôi tuột ra phía sau nhà luôn, thì đó là một cái điều mà không ai mong muốn, đúng không nào? Cho nên là thiết kế ở đây là rất hợp lý về mặt phong thủy. Hiện tại thì tầng 2 của căn nhà của chú Đôn thì đang trong quá trình xây dựng. Nhật An chưa có cầu thang để Nhật An lên để review cho quý vị, nhưng mà Nhật An cũng xin thông tin về công năng của tầng 2. Tầng 2 chúng tôi sẽ bố trí một khu vực phòng thờ, một khu vực phòng sinh hoạt chung và hai phòng ngủ nữa. Về tổng cộng nhà chú Đôn đến 4 phòng ngủ quý vị ha. Nói chung là hiện tại thì như quý vị thấy đó, căn nhà chưa có hình thành rõ ràng, nhưng mà An tin chắc là một thời gian ngắn nữa thôi, khi mà căn nhà hoàn thiện dần dần và khi mà Nhật An trở lại đây thì quý vị sẽ phải trầm trồ với vẻ đẹp của căn nhà này. Và xin chào tất cả quý vị, hiện tại thì bên cạnh Nhật An đây, đây chính là chú Đôn, là chủ nhân của một căn nhà phải nói là rất là lộng lẫy, mà sắp tới chắc chắn là một căn nhà đẹp nhất trong khu vực này. Và chú ơi, hiện tại là con sẽ đại diện cho những quý vị đang theo dõi Mắt Hôm sẽ phỏng vấn chú một số câu hỏi chú nhé. Đầu tiên thì con không biết là cơ duyên nào mà chú và gia đình mình đã biết đến Mắt Hôm và quyết định lựa chọn Mắt Hôm để thiết kế và thi công ngôi nhà của mình vậy ạ? Rồi, cảm ơn con. Lời đầu tiên chú xin chào Nhật An, cậu cần phải công ty. Thì chú biết công ty là chú coi trên mạng, coi trên clip, những lời phỏng vấn, những lời quảng cáo và nói trên mạng để mà với công ty xây dựng của Mắt Hôm, thiết kế và xây dựng Mắt Hôm thì chú nhìn An chú biết ha. Cái thứ hai là theo dõi công ty của trước khoảng lần từ 3 đến 5 tháng rồi. Chú dự định xây căn nhà nhưng không biết căn nhà cỡ nào, như thế nào cho đẹp. Thì chú nhìn trong Mắt Hôm chú thấy những căn nhà rất đẹp. Chú chọn ra, chú chọn nhiều cái phong cách khác nhau và chú gom lại được một cái là quá đẹp, thành ra là chú chọn cái đó mình công ty xây dựng. Thì chú có điện thoại với bên công ty, công ty tư vấn, nói chung là tư vấn rất là nhiệt tình, đêm ngày trực tiếp, thành ra chú đã chọn công ty rồi. Chú mới là hợp đồng, ký hợp đồng công ty, và hôm nay là công ty làm được là 2 ngày nữa, là đúng là 2 tháng, lên tới cỡ này. Anh em ở đây làm rất nhiệt tình, công ty rất nhiệt tình, anh em phải nói là phục vụ, thí dụ là trong vấn đề xây dựng cũng như cách đối xử, ở ở đây rất là tốt. Rồi cái thứ hai là anh em đã thí dụ chú không hiểu cái gì, anh em trực tiếp giúp cái nấy đặng cho chú hiểu, đồng thời là anh em đã làm rất là tốt, đạt yêu cầu, và chú đúng chứ thiết kế, chú rất mừng. Vậy thì hiện tại nếu mà đặt câu hỏi là về cái mức độ hài lòng của chú đối với việc thi công của Mắt Hôm cho đến giai đoạn này thì chú thấy như thế nào ạ? Rồi, tính về từ ngày mà khởi công đến ngày hôm nay thì anh em đã rất là tốt, công ty làm rất là chuẩn. Nói chung là chú không rành về thiết kế nhưng mà chú hiểu phần nào, đồng thời chú cũng có người thân để mà coi cái thiết kế này thì anh làm rất là chuẩn, rất là tốt. Chú sẽ rất là hài lòng, tới mức độ này là chú rất là hào và vui vẻ để đến em phục vụ đã làm rất nhiệt tình. Vậy cảm ơn chú rất là nhiều, ngày hôm nay đã dành ít phút để trò chuyện cùng với con cũng như là với các quý vị khán giả, và hy vọng rằng với căn nhà của mình thì sắp tới căn nhà sẽ mau chóng hoàn thiện và chú và gia đình sẽ có cái tổ ấm thật sự là khang trang chú nhé. Rồi, cảm ơn con nhiều lắm. Rồi. Vậy là Nhật An vừa dẫn tất cả quý vị chúng ta đến thăm công trình của nhà chú Đôn ở Đức Hòa, Long An, một công trình tân cổ điển hứa hẹn sẽ là một những công trình cực kỳ ấn tượng trong khu vực. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, đừng ngần ngại liên hệ ngay với Mắt Hôm qua những số hotline 0964458888 hoặc là 0828133333 để có thể được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên hãy nhấn like, subscribe, chọn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ, Nhật An xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Sơn Mắt Hôm với công nghệ hiện đại từ châu Âu, bảo vệ dưới mọi điều kiện thời tiết, chống thấm vượt trội, chống bám bụi linh hoạt, chống nóng hiệu quả. Mảng sơn nano liên kết dẻo dai, chống nứt và bong chóc. Đăng ký ngay để trở thành đại lý, nhà phân phối để nhận được nhiều ưu đãi. Xây nhà Mắt Hôm, chọn sơn Mắt Hôm.